Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Xuân Siêu Xe. Trước mặt chúng ta bây giờ là chiếc BMW Z4 đời 2006, tên mã E85 của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên Legend. Xe đang đậu trước cửa showroom của anh Liêm trên đường Trần Phú, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chiếc BMW Z4 thế hệ đầu tiên và là phiên bản facelift. Có một điều thú vị là anh Liêm cũng là người bán chiếc Z4 này cho ông Vũ. Số lượng BMW Z4 E85 ở Việt Nam không nhiều và được xem là cũ hiếm. Hiện nay BMW Z4 đã bước sang thế hệ thứ tư, tên mã G29 và được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam với giá từ 3,4 tỷ đồng, chưa bao gồm cái tiền chọn cộng thêm. Ngoại thất của chiếc BMW Z4 đời 2006 gây ấn tượng bởi những đường nét bo tròn, đi kèm với những đường gân nhập nội giúp kết nối giữa đầu xe và đuôi xe. Bộ mâm là loại đá cháo với thiết kế độc đáo, đi kèm cùng phanh màu đen. Mặc dù đã có tuổi đời lên đến 16 năm, nội thất xe vẫn trong tình trạng khá tốt. Với việc là một xe hai cửa thiên về cảm giác lái, khoang nội thất của Z4 đời 2006 chỉ được trang bị những tiện nghi cơ bản như ghế trước bọc da chỉnh tay 6 hướng, hệ thống âm thanh nổi AM/FM. Nội thất được phối hai tông màu đen nâu. Phần mua vải màu đen có thể đóng mở thông qua một nút bấm trên chìa khóa, biến chiếc xe hai cửa thành xe mô trần chỉ trong vòng 15 giây. Hãng xe Đức cung cấp cho Z4 E85 đến 4 tùy chọn về động cơ. Cụ thể động cơ i4 có dung tích 2.0 và 2.5 lít, động cơ i6 có dung tích 3.0 và 3.2 lít. Chiếc của ông Vũ được trang bị tùy chọn động cơ i6. Dung tích 3 lít hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 265 mã lực và 315 Nm mô men xoắn. Kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ di động cầu sau, xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong vòng 6 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa là 250 km/h. Đối thủ của BMW Z4 bao gồm Audi TT và Nissan 370Z. Thank you.
đơn giản chỉ là tám máy. Đứng gần coi chừng mất váy. Ngồi chung là phải thắt dây. Không ambulance lại phải nhấp nháy. Nhạc to cửa suicide. All black và logo Gia Lai. Players, OG. Monitor like Kobe. Dép lao là của Gucci. Gói nằm là Versace. Bên ngoài là